Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Như David đã từng nói rằng là xin Chúa mở mắt tôi để tôi có thể thấy được sự lạ lùng ở trong luật pháp của Chúa. Nếu Chúa không mở mắt thì chúng ta sẽ không thể nào thấy được những sự lạ lùng trong lời của Chúa được quyên bài cho em. Và sự lạ lùng nhất đó là Đức Chúa Trời của thiên đàng, Ngài đang sống ở trong lòng của tôi và chúng ta. Amen không ạ? Mọi phước hạnh của thiên đàng đều thuộc về chúng ta ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Và không có năng đề gì mà Chúa không thể giải quyết cho chúng ta được cả. Buổi sáng nay tôi sẽ được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là chiến thắng sự trầm cảm. Thưa quý bà chị em, trầm cảm đó là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất ở trên toàn thế giới. Và rối loạn trầm cảm nặng có thể ảnh hưởng đến khoảng 163 triệu người ở trên thế giới, tức là khoảng 2% dân số thế giới vào năm 2017 vừa qua. Và đây là một sự rối loạn khá là nguy hiểm. Nó tác động nhiều đến mặt tinh thần, thể chất và chức năng sống, cùng cả niềm vui trong đời sống của những bệnh nhân. Hiện tại ở Việt Nam của chúng ta hiện có khoảng 30% dân số Việt Nam có rối loạn về tâm thần, có những triệu chứng rối loạn tâm thần. Trong đó có tỷ lệ trầm cảm chiếm đến 25%. Tức là cứ 100 người Việt Nam thì có khoảng 25 người bị những cái dấu hiệu trầm cảm. Mỗi năm, số người tự tử do trầm cảm ở Việt Nam từ khoảng 36.000 cho đến 40.000 người. Đây là một thông tin được đưa ra tại hội thảo truyền thông giáo dục sức khỏe với chủ đề Trầm cảm, hãy cùng trò chuyện tại Viện Sức khỏe Tâm thần, được diễn ra vào chiều ngày 4 tháng 4 năm 2022 vừa qua. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa giáo dục, Đại học Giáo dục thuộc về Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết tính đến hiện tại thì tự tử do trầm cảm là nguyên nhân thứ hai gây tử vong cho những người thuộc nhóm tuổi từ 15 cho đến 29 sau tai nạn giao thông. Độ tuổi tự tử này đang ngày càng trẻ hóa tại Việt Nam. Và trầm cảm đó là một trong những cái rối loạn về tâm thần. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cứ 20 người bình thường sẽ có một người đã từng trải qua một giai đoạn trầm cảm trong một năm về trước. Và mỗi năm thì trung bình có khoảng 850.000 người chết vì trầm cảm. Và trầm cảm thì không phân biệt giới tính hay độ tuổi, nhưng mà tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ thì gấp đôi nam giới. Những người bị trầm cảm thì có thể họ đã phải trải qua những cái biến cố lớn trong cuộc đời, như là bị phá sản nè, thất nghiệp nè, nợ nần, ly hôn, hoặc là họ trải qua một cú sốc tâm lý nào đó. Thậm chí là ngay cả những phụ nữ mà sau khi sinh đó, họ cũng bị mắc cái chứng trầm cảm nữa, bởi vì cái cơ thể và nội tiết tố của họ đã thay đổi quá nhiều và họ không còn giống như thuở xuân thì con gái ngày trước nữa. Cho nên có những cái điều mà thay đổi quá lớn trong đời sống của một người và người đó vẫn chưa thích nghi được, thì nó cũng dẫn đến những cái sự trầm cảm và áp lực ở trong tinh thần của người đó. Hoặc là có những người họ mắc rối loạn trầm cảm nhưng mà họ không có trải qua những biến cố lớn. Có thể đó là chỉ là những cái thay đổi thường ngày, như là được thăng chức nè, họ cũng căng thẳng bị trầm cảm nè, rồi thay đổi môi trường sống, rồi thay đổi công việc, rồi họ chuẩn bị kết hôn thì họ cũng cảm thấy lo lắng và áp lực không ngủ được. Thì những cái sự kiện này nó tác động mạnh đến đời sống cá nhân hoặc tinh thần của họ, thách thức thay đổi ở họ. Và đối với lại người ở trong thế gian ngày hôm nay thì họ đưa ra rất là nhiều cách khác nhau để xoa dịu cái sự trầm cảm, như là uống thuốc chống trầm cảm nè, hoặc là đi đây đi đó, đi du lịch để mà xả stress, rồi đi mua sắm thỏa thích, thích cái gì mua cái đó, hoặc là mua quần áo trưng diện để mà mình cảm thấy thích thú hơn. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Cơ Đốc nhân, là con cái của Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm được một cái sự phục hồi hoàn toàn. Bởi vì chỉ có con cái của Chúa mới có quyền năng thánh linh của Đức Chúa Trời sống trong họ để họ được sự chữa lành ở trong phần tâm hồn của họ. Và trong Thi Thiên 147 câu 3, lời của Chúa chép rằng là Đức Chúa Trời là đấng chữa lành cho người có lòng đau thương và bó vít của họ. Quý mà cho em thấy không ạ? Chúa Ngài có thể chữa lành cho trầm cảm của chúng ta. Chúng ta không cần phải uống thuốc, chúng ta không cần phải quá lệ thuộc bác sĩ. Dĩ nhiên tôi không chống đối về cái việc chúng ta dùng thuốc tây hoặc là chúng ta sử dụng những cái liệu pháp, liệu trình để chúng ta chữa trị theo cái toa của bác sĩ, để chúng ta có thể chuyển cái chế độ rung.
Và chúng ta vẫn có thể áp dụng những cái liệu pháp, liệu trình để chúng ta điều trị trầm cảm. Ở những quốc gia Tây phương thì họ rất là chuẩn về cái việc mà chữa trị trầm cảm cho người dân. Họ có thể dùng thuốc hoặc là dùng những cái liệu pháp tâm lý. Nhưng quý bà chị em ơi, Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng quyền năng hơn. Ngài có thể chữa lành được cho bệnh tật của chúng ta khi chúng ta có đức tin và chúng ta hết lòng tin cậy Chúa. Chắc chắn mọi nan đề của chúng ta sẽ được Chúa giải quyết. Và có những trường hợp Chúa chữa lành ngay lập tức, nhưng có những trường hợp thì Chúa Ngài cần có thời gian để xây dựng một cái nền móng vững chắc ở trong đời sống tâm linh của chúng ta, trước khi chúng ta có thể được giải thoát ra khỏi tất cả những cái sự trầm cảm và rối loạn về tâm trí của chúng ta. Thi Thiên đoạn 34 câu 18, lời của Chúa chép rằng là Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Và trong Châm ngôn đoạn 24 câu thứ 10, lời của vua Sa-lô-môn nói rằng là nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn thì sức lực con nhỏ mọn thay. Và câu số 16 thì chép rằng là vì người công bình dẫu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy, còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Anh chị em thấy không? Lời của Chúa nói với chúng ta rằng là con cái của Chúa, nếu chúng ta ngã lòng trong ngày hoạn nạn, nếu tâm trí của chúng ta bị áp lực, bị hoang mang, sợ hãi và thất vọng, bỏ cuộc, thì lúc đó sức lực của chúng ta nó rất là nhỏ mọn. Và chúng ta cần có sức của Chúa để chúng ta vượt qua được những cái lúc mà chúng ta ngã lòng như vậy anh chị em. Đặc tính của người công bình đó là người công bình dầu sa ngã 7 lần cũng nằm luôn đúng không? Tối buồn quá về nhà đắp mền ôm gối khóc đúng không anh chị em? Không, Kinh Thánh nói rằng là người công bình dầu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy. Tức là khi mà người công bình gặp bất cứ một cái chuyện gì đau thương hoặc là một cái sự hụt hẫng tinh thần nào đó thì Chúa vẫn là nơi nương náu cuối cùng của người đó. Chúa vẫn là đấng ban hy vọng và Chúa vẫn là nơi mà người đó tìm thấy được niềm vui và cơ hội cho mình ở trong cái lúc cuối cùng như vậy. Có những thanh niên khi mà đối diện với những sự đau đớn, tổn thương, mất mát ở trong tình cảm của mình thì không thể chịu được nổi và bị stress rồi mất ngủ và không thể trụ được anh chị em. Đặc biệt là trong những trường hợp là chúng ta bị người yêu của chúng ta ruồng bỏ mình. Mà nhất là trong những cái mối tình đầu đó anh chị em. Người ta nói rằng là cái mối tình đầu thường nó hay có nhiều cái ấn tượng và cảm xúc rất là đặc biệt. Và ai mà trải qua mối tình đầu mà đầy đau khổ thì những người đó không bao giờ quên được cái mối tình đầu đó. Có những khi mà mình đặt hết cái tình yêu của mình vào trong mối tình đầu đó, để rồi cuối cùng cái người đó không phải là người thuộc về mình, và người đó quay lưng lại, bỏ đi và mình cảm thấy đau khổ, mất ăn mất ngủ nhiều đêm. Và khi mà mất ăn mất ngủ thì nó sẽ khiến cho cơ thể chúng ta bị bệnh tật và chúng ta có thể không thể qua khỏi anh chị em. Tôi đã từng cầu nguyện cho một em thanh niên khi mà em này không thể ngủ được trong vòng nhiều đêm và có những dấu hiệu và bất thường. Khi mà gia đình gọi tôi đến để tôi cầu nguyện cho em thanh niên này thì tôi lúc đầu tôi nghĩ rằng đó là tà linh ma quỷ, mà thực ra có tà linh ma quỷ trong đó. Ánh mắt của cô gái này hằng lên một cái sự sợ hãi và ánh mắt đó không phải là mắt của cô này nữa. Và khi mà tôi càng cầu nguyện thì cô này càng la hét và càng sợ hãi hơn nữa. Và thế là Chúa nói với tôi rằng con đừng có la hét như vậy, hãy nhỏ nhẹ thôi. Và thế là tôi nói chuyện từ từ nhỏ nhẹ là cô này bình tĩnh lại. Và khi mà bình tĩnh lại thì chúng tôi bắt đầu nói chuyện, tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Tại sao mà cô này lại mất ngủ như vậy? 3 đêm liền không ngủ được. Và khi mà qua ngày thứ 4 là bắt đầu cô này không còn là chính mình nữa. Thì mới vỡ lẽ ra rằng là cô này đã trải qua một cái cảm xúc tồi tệ nhất ở trong đời của mình. Đó là cái người yêu ban đầu của mình, tức là cái người yêu mối tình đầu của mình đó, đã bỏ mình để mà đi với người khác. Bởi vì trước đây hai người yêu nhau rất là thấm thiết. Cái anh chàng đó là cái người chưa tin Chúa, vì cớ cô này tin Chúa để mà cưới nhau. Nhưng mà khi mà hai bên gia đình gặp nhau thì gia đình của anh kia là gia đình theo Phật giáo, nói rằng là
con không được cưới con nhỏ đó. Bởi vì con là con trai, con phải nói giỏi tông đường, con phải lo cái việc thờ cúng trong nhà. Con mà lấy con nhỏ tin lành đó là không có thể nào mà được. Và thế là anh kia vì cớ tin theo gia đình cho nên là bỏ cô này, không còn theo Chúa và không còn yêu cô này nữa. Cái cô này cảm thấy hụt hẫng và đau khổ vô cùng. Trong nhiều tháng thì đến cái lúc cuối cùng thì cô này chịu không nổi và áp lực. Và lúc ban đầu thì gia đình cũng không nghĩ rằng là con của mình nó bị áp lực, bị trầm cảm như vậy. Tại vì nghĩ rằng là mình có Chúa mà mình làm sao mà bị như vậy được. Nhưng mà đến khi mà mọi chuyện nó vỡ lẽ ra thì mới biết rằng là thật sự chúng ta cần có sự thương xót của Chúa. Chúa không phải là lá bùa để mà hộ mạng cho đời sống của chúng ta, mà trong khi đó đời sống của chúng ta chưa có những lẽ thật của Chúa để mình biết cách khắc phục và mình có thể vượt qua được những áp lực, những khủng hoảng trong tinh thần, anh chị em. Và buổi sáng nay tôi chia sẻ cái sứ điệp này để cho anh chị em chúng ta thấy rằng là Chúa Ngài có quyền năng để chữa lành cho mọi chứng trầm cảm của chúng ta. Và chúng ta cần phải biết được nguyên nhân gây ra cái trầm cảm đó là gì. Và cái sự trầm cảm nó có thể ảnh hưởng luôn cả đến những con cái Chúa ở trong thời Kinh Thánh. Bạn có thể sẽ không tìm thấy được thuật ngữ trầm cảm ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà thay vào đó, Kinh Thánh đã sử dụng những từ như là thất vọng, nè, buồn bã, nè, chán nản, ngã lòng và bực tức, khóc lóc và cảm thấy tuyệt vọng. Trong Kinh Thánh chúng ta cũng sẽ tìm thấy có nhiều người đã từng trải qua những cái triệu chứng của căn bệnh trầm cảm như là Aga. Khi mà bà bị Abraham đuổi ra khỏi nhà cùng với đứa con của mình thì Aga đã đi lang thang ở trong đồng vắng và kiếm nước nhưng mà không tìm ra được. Thế là hai mẹ con cũng khủng hoảng và bị trầm cảm. Môi-se cũng bị trầm cảm nữa anh chị em. Tức là những dấu hiệu đó anh chị em. Chúng ta phải hiểu rằng là trầm cảm nó có nhiều mức độ lắm. Nó có nhiều mức độ chứ không phải giống như là chúng ta ngày hôm nay chúng ta nói trầm cảm là cái người đó bị mất ăn mất ngủ. Không. Trầm cảm nó có nhiều mức độ. Lát nữa tôi sẽ nói về ba mức độ của trầm cảm. Nhưng mà chúng ta thấy được là trong Kinh Thánh đã có những người, thậm chí là những tiên tri nữa anh chị em, những tôi tớ Chúa đã trải qua những giai đoạn khủng hoảng và bị trầm cảm. Môi-se ông cũng chịu áp lực và ông đã phải gào khóc với Chúa: Chúa ơi, con chịu không nổi cái đám dân này. Và ông đòi chết nữa anh chị em. Chúng thấy là áp lực rất là khủng khiếp. Rồi Naomi, Anne cũng là một người nữ không có con và bà đã phải khóc ở trước bàn thờ của Chúa tại Silo để cầu xin Chúa cho mình có một đứa con trai. Saul cũng bị trầm cảm. Chúng ta thấy ngạc nhiên không? Saul ông cảm thấy tức David và ghen tị với David và ông đã mất rất là nhiều năm, mười mấy năm trời để mà đuổi theo tìm giết David. Nhưng mà tìm giết David không được. Rồi David cũng bị trầm cảm nữa. David đã làm những bài thi thiên ở trong những khu rừng vắng, rồi ở trong hang đá này, trong hang đá kia. Bởi vì cái cuộc sống của ông đầy dẫy những đau khổ, đầy dẫy những sự bắt bớ, những cái sự tổn thương và cay đắng. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã chữa lành cho David và những bài thi thiên tuyệt vời và đầy ơn, đầy sức dầu như vậy được ra đời trong những hoàn cảnh khó khăn nhất trong đời sống của David. Rồi Salomon, Eli nữa anh chị em. Trong tuần trước thì chúng ta có nghe về một cái sứ điệp đó là chúng ta bẻ gãy cái sự đe dọa của ma quỷ. Và chúng ta biết rằng là Eli là một người đã đầy ơn của Chúa. Và ông đã đem cả dân Israel trở lại với Đức Chúa Trời. Nhưng mà sau cái phép lạ mà Chúa Ngài đã giáng lửa trên núi Cạc Mên thì Eli ông đã sợ hãi và bỏ chạy trước lời đe dọa của Jezebel. Và Eli cũng đã đòi chết. Chúng ta biết rằng là trầm cảm nó cũng là một trong những cái điều mà hầu như các thánh đồ và tiên tri đều trải qua hết. Đúng không ạ? Đôi khi một cái áp lực nào đó nó khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khó thoát được. Chúng ta mất ăn mất ngủ và đôi khi chúng ta không nghĩ rằng đó là trầm cảm. Đó là cái điều rất là bình thường. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta cần phải vượt thắng được cái điều đó ngay từ trong chứng nước anh chị em. Đừng để cho nó quá lớn đến nỗi mà chúng ta không thể nào mà có thể thắng được và nó đè bẹp chúng ta. Rồi Nehemi cũng bị trầm cảm. Job càng bị trầm cảm nhiều hơn nữa. Job là một người gặp rất là nhiều cái nan đề trong đời sống của ông. Mất bầy gia súc, mất hết tiền của, thậm chí mất luôn cả 7 đứa con trai và con gái. Jeremy ông cũng là một tiên tri đầy sự khóc lóc. Ông nói rằng ôi ước gì đầu tôi là
suối nước là mắt tôi là nguồn lệ. Và ông đã khóc rất là nhiều anh chị em. Giăng Báp-tít cũng vậy nữa. Rồi Giu-đa Ca-ri-ốt cũng đã trải qua cái sự trầm cảm. Và Giu-đa Ca-ri-ốt là nhân vật được Đức Chúa Trời Ngài chọn lựa để làm sứ đồ. Nhưng mà rốt cuộc ông đã bỏ cái vị trí đó và ông đã tìm cách để kết liễu bản thân của mình. Ông đã thắt cổ và ông đã chết bởi vì có cái trầm cảm quá lớn. Rồi sứ đồ Phao-lô cũng bị trầm cảm nữa anh chị em. Tức là ông đã trải qua rất là nhiều cái sự hiểm nguy trong chức vụ của ông. Và ông nói rằng có nhiều khi ông phải thức đêm nữa, phải suy nghĩ việc này việc kia, và ông phải trải qua rất là nhiều nước mắt. Ông nói là trong 2 năm rưỡi mà ông hầu vì Chúa tại Ê-phê-sô đó, thì ông lúc nào cũng đổ nước mắt ra để mà cầu nguyện và khóc cho các thánh đồ. Và ngay cả Chúa Giê-xu, Ngài cũng đã bày tỏ ra tấm lòng đầy đau thương và tan vỡ ở trong vườn Gê-xê-ma-nê trước khi mà Ngài lên thập tự giá để gánh chịu tất cả những đau thương, những rủa xả, những bệnh tật, những tội lỗi của cả nhân loại này. Và chúng ta sẽ nói về những dấu hiệu và mức độ nghiêm trọng của bệnh trầm cảm. Có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là cảm thấy buồn chán không lý do. Rồi bản thân không muốn làm gì cả, chỉ muốn ở nhà cầm điện thoại lướt một cách vô định ở trên điện thoại thôi. Tức là có việc làm đó nhưng mà không muốn ra khỏi giường, không muốn đi đâu hết, không muốn gặp ai hết. Không, đây là giai đoạn 1. Tức là cái giai đoạn gọi là ban đầu đó quý vị. Cái mức độ đầu tiên, cảm thấy rằng là cạn kiệt hết năng lượng, bỏ hết những đam mê sở thích. Bản thân không còn nhận thức được là mình đang gặp vấn đề. Họ sống dần tách biệt với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội và thế giới xung quanh. Muốn xa lánh tất cả mọi thứ và chỉ thích ở riêng mình, ở tại nhà mà thôi. Đây là giai đoạn 1, tức là hầu như mọi người chúng ta đều trải qua giai đoạn này đúng không ạ? Không ai sinh ra trên đời này mà mình được sinh ra trong cái bọc trứng sướng từ trong trứng nước đúng không ạ? Chúng ta mới sinh ra là đã khóc rồi. Không ai sinh ra là cười hết đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều trải qua giai đoạn 1 này hết. Đúng không? Hầu như đây chúng ta đều mất ngủ hết. Chúng ta đều có những khoảng thời gian chúng ta muốn xa lánh mọi thứ đúng không ạ? Tôi cũng vậy nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đây là giai đoạn 1 đầu tiên thôi. Chúng ta nhận biết và chúng ta có thể xử lý theo lời của Chúa ngay từ giai đoạn này. Rồi giai đoạn thứ hai, đó là cảm thấy sợ hãi, uể oải, thiếu sức sống, muốn buông xuôi mọi thứ và không muốn suy nghĩ hay làm việc gì hết. Sợ người lạ, sợ đám đông, sợ cả những người thân thiết ở trong gia đình, trong họ hàng. Xuất hiện những nỗi sợ hãi chưa từng xuất hiện, như là sợ bóng đêm nè, sợ con thằn lằn, hay là sợ con rắn, hay là sợ mấy cái thứ như là con sâu róm, gì cũng sợ hết. Rồi sợ ánh sáng nữa. Xuất hiện ảo tưởng, câu có, nổi giận vô cớ, cáu giận la hét mà không kiểm soát được. Khó ngủ, bị mất ngủ, hoặc là ngủ không sâu giấc, cảm thấy không ai hiểu mình hết và không ai giúp được mình hết, và mình cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả chồng bên cạnh mình hoặc là vợ bên cạnh mình cũng không hiểu được mình nữa, và người này cảm thấy là thế giới bỏ rơi mình, có mình phải gánh chịu hết tất cả những cái cảm xúc đó. Và người này bắt đầu mất niềm tin với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và xã hội xung quanh, không dám đối mặt với hiện tại. Và bản thân biết rằng là mình có bệnh đó, nhưng mà không tin vào bất cứ ai để có thể bày tỏ cái bệnh đó cho mình và nhờ cái sự trợ giúp của người khác. Và đây là cái mức độ giai đoạn thứ hai, mức độ 2 của trầm cảm. Tôi nói những cái điều này là nói theo khoa học nha quý vị nha, là theo bác sĩ chứ không phải là theo cái nhận thức của tôi, bởi vì tôi sưu tầm những cái tài liệu này ở trên internet và nó chính xác từ trong những bệnh viện có uy tín. Giai đoạn thứ ba của trầm cảm đó là tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào trong bản thân và con người. Cảm thấy cuộc sống và xã hội này không còn có chỗ dành cho mình nữa. Cảm thấy bản thân mình đầy vô dụng, có xu hướng làm hại bản thân, tức là luôn luôn nghĩ đến cái việc tự sát, lấy dao rạch tay hoặc là uống thuốc trừ sâu để mà trừ khử bản thân mình luôn. Hoặc là nghĩ đến cái việc đó là cả nhà của mình sẽ phải chết chung, chết tập thể. Thì đó là những cái xu hướng làm hại bản thân. Nó đến từ ma quỷ rồi. Xuất hiện hoang tưởng, cảm thấy không có lối thoát, không muốn nghĩ đến quá khứ, hiện tại hoặc và tương lai nữa. Cảm thấy rất là tiêu cực về bản thân, cảm thấy mặc cảm, tội lỗi và luôn nghĩ đến cái chết.
Và người này thì ngủ ly bì, hoặc là ngược lại, đó là người này cảm thấy khó ngủ, không thể ngủ được trong một thời gian dài. Nó có hai cái trạng thái như vậy. Một là không ngủ được, hai là ngủ ly bì, không muốn dậy luôn. Và cảm giác bị ám ảnh bởi bệnh tật, và thường suy nghĩ đến cái chết khoảng từ 5 cho đến 7 lần một tuần. Và những người ở trong giai đoạn đạt ba này thì họ cần có cái sự thương xót của Chúa và can thiệp nhanh chóng để có thể giải thoát người đó. Nếu không giải thoát kịp thời thì người này sẽ có thể sẽ tự sát và sẽ không còn cơ hội để mà sống nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Kinh Thánh nói gì về sự trầm cảm. Chứng trầm cảm sẽ chạy theo chúng ta khi chúng ta hướng về chính mình một cách tiêu cực. Nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy là mình bó tay và không thể thay đổi được hoàn cảnh của mình. Khi mà chúng ta không còn nhìn thấy một cái sự lựa chọn nào khác nữa, đi đâu quay qua quay lại chúng ta cũng nhìn thấy những cánh cửa bị đóng, và những cái người chung quanh chúng ta họ không thích chúng ta, họ chê bai chúng ta, họ ruồng bỏ chúng ta, và chúng ta cảm thấy tiêu cực về chính mình và cũng như với người khác chung quanh. Và anh chị em ơi, đó là lúc mà con người của chúng ta dễ bị tổn thương, và chính những tổn thương đó là những cánh cửa khiến cho ma quỷ nó bước vào. Ở trong Thi Thiên đoạn 73 câu số 21 cho đến 24, lời của Chúa qua David đã viết thế này: khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao, thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì, trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy. Xong tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn, Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi, Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Đây là những lời mà vua David ông đã nói trong cái lúc mà ông đối diện với lại những sự bắt bớ từ phía Saul. Saul chính là cha vợ của David. Saul chính là cha của Mikanh, là vợ của David. Và chính cha vợ của David đã bắt bớ tìm giết con rể của mình. Và đây là một cái điều mà David cảm thấy trong lòng của mình rất là chua xót. Và ông cảm thấy rất là hoang mang trước cái điều này. Thay vì cái người nào đó xa lạ bắt bớ ông thì ông có thể ông không cảm thấy bị tổn thương. Nhưng mà đằng này, ở trong chính gia đình của ông, người cha vợ của ông lại bắt bớ chính mình và tìm giết chính mình. Thì ông nói rằng là khi mà lòng con chua xót như vậy, dạ con xôn xao như vậy, thì bây giờ ông ở ngu muội và chẳng hiểu biết gì hết. Tức là ông không còn nhận biết được bản thân, không còn nhận biết được cuộc sống của mình một cách đúng đắn theo ơn của Chúa nữa. Và ông ở trước mặt Chúa, ông giống như là một con thú vật, tức là vô tri vô giác. Nó chỉ sống cho hiện tại và không còn nhận biết tương lai của nó là gì. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy được cái điều mà David đã tìm thấy ở trong lúc mà ông chua xót như vậy, anh chị em. Chúng ta đọc tiếp, đó là: song tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Vậy thì mình thấy rằng là khi mà một người bị tổn thương, khi một người có sự chua xót và xôn xao trong lòng, khi mà bị áp lực và cái sự trầm cảm nó đến, thì chúng ta cần phải chọn ở trong sự hiện diện của Chúa, để cho sự hiện diện của Chúa sẽ phục hồi chúng ta, sự hiện diện của Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta lên. Anh chị em hãy ở cùng Chúa luôn luôn, không phải là ở cùng Chúa trong ngày Chủ nhật mà thôi, nhưng mà hãy ở cùng Chúa luôn luôn. Luôn luôn tức là mỗi ngày ở trong tuần lễ, anh chị em. Ở trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi áp lực, thì anh chị em ơi, hãy cầu nguyện luôn luôn và liên tục. Chúng ta đừng giới hạn thời gian mà chúng ta cầu nguyện với Chúa. Đôi khi chúng ta cứ nhìn đồng hồ, chúng ta nói bây giờ con sẽ cầu nguyện trong vòng tiếng hồ, hết một tiếng hồ cái mình ra khỏi cái sự việc đó. Lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho những ai chúng ta yêu mến Chúa và muốn được phước ở trong sự cầu nguyện, đó là chúng ta cứ tháo đồng hồ ra, cứ cầu nguyện cho nó đã nằm ở trong sự việc của Chúa. Đừng có quan tâm đến thời gian, không gian xung quanh chúng ta, đừng quan tâm đến ai hết. Chúng ta cứ nằm ở đó cầu nguyện với Chúa, trải lòng của mình ra, thưa trình với Chúa tất cả những cái ưu tư, những gánh nặng, những mệt mỏi, những suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm trí của chúng ta. Rồi khi chúng ta nói đã như vậy đó anh chị em, thì Chúa Ngài sẽ đến và nắm lấy tay hữu của chúng ta. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt chúng ta, rồi sau tiếp rước chúng ta trong sự vinh hiển. Chúng ta thấy không ạ? Lúc ban đầu nó đến với chúng ta với một cái bóng tối, tuyệt vọng, không hy vọng, nhưng mà chúng ta chọn ở với Chúa thì Chúa Ngài sẽ nắm lấy tay của chúng ta và dẫn chúng ta vào trong sự sáng vinh hiển của Ngài. Cảm ơn Chúa. Ma quỷ có thể nói rằng là hết rồi, kết thúc rồi, game over rồi, nhưng mà Chúa Ngài nói rằng là không, hãy continue, tức là tiếp tục. Đối với Chúa không có sự kết thúc, anh chị em.
Có thể cuộc sống nó sẽ đóng lại một cái cánh cửa nào đó trong đời sống của chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ mở thêm nhiều cánh cửa cơ hội khác cho đời sống của chúng ta. Tôi nghe lời làm chứng của mục sư Lê Minh Hùng, là tác giả của bài viết của bài hát Đưa đôi tay lên cao con thờ Phượng Chúa. Bài đó là từ Mẫu Sĩ Tôn Thuộc Vua. Ông làm chứng về cái hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Nó dài lắm, nhưng mà tôi chỉ tóm gọn đó là trong một ngày nọ, trong một cái buổi chiều nọ, thì ông nhận được một cái cuộc gọi, đó là xưởng của ông đã bị cháy. Và khi mà ông đứng ngay trước cái nhà xưởng xí nghiệp của ông, lúc bây giờ ông vừa mới gây dựng lên, thì lửa nó cháy bừng bừng, khói bốc cao nghi ngút như vậy. Thì trong lòng của ông á, bắt đầu nó có một cái sự kết nối với Chúa. Ông tương giao với Chúa, và cái giai điệu của cái bài hát Mẫu Sĩ Tôn Thuộc Vua nó bắt đầu đến. Đưa đôi tay lên cao con thờ Phương Chúa, với cả tâm linh con hướng về Ngài. Tự nhiên cái giai điệu nó đến ngay cái lúc mà cùng cực nhất anh chị em, đến ngay cái lúc mà ông tưởng chừng như là mất tất cả. Và ông đã chia sẻ điều đó, tôi thật sự tôi rất là được đụng chạm và được phước mỗi khi mà tôi hát bài hát đó. Tôi cảm giác như chính mình cũng đang đứng ở trước cái đám cháy đó cùng với ông, để mà nhìn thấy cái sự tốt lành và sự thanh tín của Chúa. Ngay cả trong những lúc hoạn nạn khổ sở như vậy, Chúa vẫn ở cùng và Chúa vẫn có cách để phục hồi lại con cái của Chúa. Nếu không có Chúa, anh chị em ơi, có lẽ chúng ta sẽ bị khủng hoảng, đúng không? Chúng ta sẽ có thể bỏ cuộc, buông xuôi hết. Và chúng ta thấy được có rất là nhiều người ở trong thế gian này ngày hôm nay, họ không có Chúa, họ không biết Chúa đó. Khi bị phá sản thì họ tìm cách họ nhảy lầu hoặc là họ tự tử, bởi vì họ thấy rằng họ mất tất cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa Ngài luôn luôn là tất cả của chúng ta. Có Chúa là có tất cả, có Chúa là có thiên đàng. Amen. Dạ. Cảm ơn Chúa. Và không ai được miễn dịch khỏi sự trầm cảm cả. Anh chị em, khi chúng ta còn sống ở trên đất này thì không một người nào được miễn dịch khỏi sự trầm cảm. Ngay cả con cái Chúa, chúng ta cũng sẽ có những lúc chúng ta được Chúa cho phép trải qua những giai đoạn chúng ta bị trầm cảm. Tôi gọi là những giai đoạn thôi nha anh chị em, chứ chúng ta không phải là cái người bị đè bẹp bởi sự trầm cảm nha. Kinh Thánh chúng ta thấy rằng là sự trầm cảm có thể tấn công bất cứ một ai hết. Từ Naomi rồi cho đến những người rất là giàu có như là vua Solomon cũng bị trầm cảm nữa. David cũng bị trầm cảm. Tất cả mọi người đó, nãy tôi có chia sẻ cho anh chị em, chúng ta thấy rằng là ngay cả Eli là một tiên tri lửa đầy ơn, quyền năng của Chúa. Nhưng mà chỉ một lời hù dọa của Jezebel thôi thì ông nói rằng là thôi Chúa đủ rồi, con cũng không hớn gì tổ phụ con hết. Chúa ơi, mệt quá rồi. Dĩ nhiên có người nói rằng là ông đã kiện dân Israel, cho nên là Chúa Ngài mới rước ông về và ông không còn làm tiên tri nữa. Nhưng mà tôi nhìn thấy trong cái câu chuyện của Eli đó anh chị em, cái mấu chốt của vấn đề đó là ông bị đe dọa bởi một tà linh Jezebel. Và khi mà ông bị đe dọa, ông sợ hãi như vậy, bắt đầu ông nói ra những cái lời ngu muội, ông nói ra những cái lời không nên nói. Và bởi vì cớ những lời ông nói như vậy, cho nên là Chúa Ngài đã phải thay thế Eli bằng một tiên tri khác, đó là Elise, một người đầy ơn và quyền năng gấp đôi Eli trước đây. Rồi chúng ta thấy rằng là ngay cả Chúa Giêsu của chúng ta cũng có những cái lúc mà Ngài buồn. Ngài đối diện với cái việc mất người thân và Ngài đã phải đi tìm một cái chỗ ở trong đồng vắng để Ngài nghỉ ngơi. Khi Chúa Giêsu Ngài nghe về việc đó là Herod Antipa đã chặt đầu người bạn yêu dấu của Ngài, đó là Giăng Báp-tít, thì Chúa Giêsu khi mà nghe cái việc đó xảy ra thì Ngài đã tự lái thuyền một mình đến một nơi vắng vẻ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu số 13. Ma-thi-ơ đoạn 14 câu số 13. Đức Chúa Giêsu vừa nghe tin ấy, liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ở phần trước từ câu 1 cho đến câu số 12 đó anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là vua Herod đã giết Giăng Báp-tít. Và khi mà Chúa Giêsu nghe cái tin đó, tức là nghe Giăng Báp-tít bị chặt đầu, thì Chúa Giêsu Ngài đi tẻ nơi đồng vắng. Để làm gì anh chị em? Đúng, thứ nhất là Ngài có thể cầu nguyện. Nhưng mà cái việc mà Chúa Giêsu Ngài phải đi vào trong một vắng cầu nguyện như vậy, nó bắt nguồn từ cái chỗ cảm xúc của Ngài không được tốt lắm. Đúng không? Ngài nghe giáo tiết, tức là cái người anh em, bạn gì của mình. Bởi vì mẹ của Chúa Giêsu là Mary với lại Elizabeth là chị em mà.
chị em cô cậu, cho nên là người bà con với nhau, cho nên là giáo tiết và Chúa Giêsu cũng có một quan hệ thân thích. Khi mà Chúa Giêsu nghe giáo tiết mà bị chết như vậy thì Chúa Giêsu ngài đi vào trong độc vắng để cầu nguyện và để giải tỏa được những áp lực, những sự mệt mỏi trong tinh thần khi mà người thân trong gia đình của mình mất mát. Và chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu cũng đối diện với những cái cảm xúc rất là tệ ở trong xác thịt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã vượt thắng được tất cả như đó và ngài không phạm tội, anh chị em. Ở trong Hebrew đoạn số 4. Câu số 15. Lời của Chúa nói thế này: vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương xỉu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Chúng ta thấy rằng là ngay cả Chúa Giêsu là một thầy tế lễ thượng phẩm rất là cao trọng ở trong thuộc linh, nhưng mà ngài cũng đã từng trải qua những cái sự yếu đuối của chúng ta. Ngài có thể cảm thương được những cái cảm xúc tồi tệ và tiêu cực của chúng ta, bởi vì chính ngài cũng đã nếm trải điều đó trong xác thịt. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa không phạm tội, nhưng mà ngài có thể cứu chúng ta ra khỏi tất cả những cái sự cảm giác tồi tệ và tiêu cực như vậy. Cảm ơn Chúa. Và David cũng đối diện với những sự áp lực khi mà David ông trở về và sau một cái sự trở về của ông cùng với những người thuộc hạ của mình, thì David đã nhìn thấy cả vợ con của mình, cả một cái khu vực mà mình đã sống trước đây, bây giờ cái chỗ đó tan hoang bị cướp phá rồi, vợ con của mình bị quân thù nghịch là Amalek bắt đi hết. Và những người thuộc hạ đi cùng với David đó tìm cách để ném đá David, bởi vì họ quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là David bị sự hoàn nạn lớn vì dân sự toan ném đá người, bởi thảy đều có tâm hồn đầy cay đắng vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng David được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Người nói cùng thầy tế lễ Abitha rằng: ta xin thầy hãy đem ephod cho ta. Abitha đem ephod cho David. David cầu vấn Đức Giê-hô-va rằng: tôi phải đuổi theo đạo binh này chăng? Tôi sẽ theo kịp chăng? Đức Giê-hô-va phán rằng: hãy khởi đuổi theo nó. Quả thật ngươi sẽ theo kịp và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt. Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 30 câu 6 cho đến câu 8. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là David bị sự hoạn nạn lớn. Và tất cả mọi người lúc bấy giờ có một tâm hồn đầy cay đắng, bởi vì cớ mất hết gia đình, mất hết vợ con. Thay vì ông ngã lòng, ông tuyệt vọng, ông buông xuôi, thì David đã có một thái độ rất là tuyệt vời. Đó là ông đã được sức mạnh từ nơi Chúa. Qua cái sự hướng lòng về Chúa, ông đã nhận được một cái ý tưởng, đó là ông phải đến cầu vấn thầy tế lễ Abitha. Anh chị em ơi, tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho tôi và chúng ta sẽ có được một thái độ giống như David trong lúc mà chúng ta gặp hoạn nạn. Đó là chúng ta cần phải hướng về Chúa, hướng về tôi tớ của Chúa, hướng về lời của Đức Chúa Trời, anh chị em. Trong thời cổ ước thì chúng ta thấy rằng là người thầy tế lễ hoặc là tiên tri á, là những người đại diện cho Chúa. Cho nên khi gặp nan đề gì đó thì ngay cả vua cũng phải đến để mà cầu vấn Đức Chúa Trời qua cái người đó. Ngày hôm nay trong Tân Ước thì chúng ta có thể xin cái lời cố vấn của mục sư quản nhiệm trong hội thánh của chúng ta. Hoặc là chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta quỳ gối ngay tại nhà riêng của chúng ta để chúng ta được tương giao và chúng ta được Chúa ngài mặc khải trực tiếp cho tấm lòng của chúng ta qua Đức Thánh Linh ở trong mỗi người chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng là Chúa ngài đã trả lời cho David qua thể lễ Abitha rằng là ngươi hãy đuổi theo nó và ngươi sẽ theo kịp. Cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rằng là David đã được giải thoát ra khỏi tất cả những cái sự hoạn nạn đó là bởi vì cớ David đã tìm đúng hướng, đúng người và đúng chỗ, anh chị em. Nếu người yêu của anh chị em bỏ rơi anh chị em và đi với người khác, anh chị em sẽ phản ứng thế nào? Trong tuần lễ vừa qua thì ở Việt Nam của chúng ta có một cái câu chuyện, một cái vụ án nó chấn động. Đó là người chồng khi mà nhận cái tin nhắn của cái người tình nhân của vợ mình. Hai người đầu ấp tay gối chụp hình xong rồi gửi cho cái người chồng đó. Người chồng đó nổi điên lên và hỏi vợ, thì vợ nói tại vì anh không thương em cho nên em mới vậy. Rồi thế là người chồng nổi điên lên lấy cái dao chém mà rớt hai cánh tay luôn, anh chị em, cụt tay luôn. Cộng đồng mạng thì rất là phẫn nộ, nhưng mà có hai cái ý kiến trái chiều nhau. Một là nói là cái anh chàng đó nhẫn tâm quá,
Tại sao mà lại làm với vợ của mình như vậy? Sao không chém cái người nhân tình kia đi mà lại chém vợ của mình như vậy? Thứ hai là có người nói rằng là nó chém hai cái tay như vậy là cũng còn nhẹ, chứ nó lấy luôn cả hai cái chân rồi lấy luôn cái màng nữa là khổ nữa. Và chúng thấy rằng là ngày hôm nay thế giới của chúng ta đó, nó xảy ra rất là nhiều cái chuyện mà điên rồ như vậy anh chị em. Mà tôi biết là cái nguyên nhân nó nằm ở cái chỗ đó là chúng ta bị áp lực, bị trầm cảm và chúng ta không thể giải quyết được. Nhất là trong tình cảm, khi mà cái người mà chúng ta thương yêu nhất mà lại phản bội chúng ta, bỏ rơi chúng ta và làm những cái điều trái khuấy như vậy. Nếu không có Chúa, chúng ta sẽ bị đè bẹp anh chị em. Nếu không có Chúa, chúng ta sẽ không thể giải thoát được. Chúng ta có thể sẽ xử lý theo cách riêng của mình. Có thể chúng ta sẽ trút giận và chúng ta làm sao để cho cái cơn giận của mình nó được thỏa. Nhưng anh chị em ơi, hãy tin cậy lời của Chúa. Chắc chắn lời của Chúa sẽ có quyền năng để giải phóng chúng ta ra khỏi tất cả những áp lực đó. Amen. Hỡi những cái mệt mỏi, cái nặng, hãy đến cùng với ta sẽ cho ngươi được ý nghỉ. Bởi vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lát của ta và học theo ta, thì các ngươi sẽ được yên nghỉ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 cho đến 29. Anh chị em ơi, chúng ta hãy đến với Chúa để lòng của chúng ta được trải ra mọi cái sự hoạn nạn, những sự đau khổ, những cái sự bực bội, những tổn thương, người ta ghét bỏ, bỏ rơi chúng ta. Anh chị em ơi, hãy xem rằng đó chính là một cái kinh nghiệm, một cái trải nghiệm tồi tệ, để rồi sau này Chúa có thể ban phước lại gấp bội phần hơn cho đời sống của chúng ta. Người ta có thể bỏ rơi chúng ta đó, nhưng mà Chúa không bỏ rơi chúng ta đâu. Nếu chúng ta chạy đến với Chúa, Chúa sẽ dùng cái kinh nghiệm đó để biến đổi trở thành một phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Từ bất hạnh trở thành phước hạnh. Amen. Chúa không lãng phí bất cứ một cái kinh nghiệm đau thương nào trong đời sống của chúng ta cả. Bởi vì Chúa Ngài có thể cứu những con người đau thương và chữa lành cho những người có tâm hồn thống hối. Nếu anh chị em cảm thấy đau khổ, anh chị em cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy bị gia đình của mình ruồng bỏ, bỏ rơi, chồng hoặc là vợ mình không có quan tâm đến cảm xúc của mình, anh chị em ơi, Chúa Ngài chính là đấng sẽ chữa lành cho tấm lòng của chúng ta ngày hôm nay qua lời của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cách làm thế nào để chúng ta được nhận lãnh cái sự chữa lành ở trong sự trầm cảm này. Thứ nhất, chúng ta hãy đến gần với ngôn phước của Chúa qua sự cầu nguyện. Ở trong Hebrew đoạn 4 câu 15 cho đến câu 16, lời của Chúa đó là: vì chúng ta không có thể tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thể tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Chúng ta hãy vững lòng đến gần với ngôn phước của Chúa. Anh chị em ơi, Chúa Ngài không phải là một ác thần, nhưng mà Chúa Ngài là một đấng thiện thần. Ngài là đấng tốt lành, là đấng giàu lòng thương xót, hay làm ơn và đổi ý về sự giáng tai vạ cho đời sống của chúng ta. Có những cái tai vạ mà chúng ta thấy trước mắt đó đó, nhưng mà nếu chúng ta tin cậy Chúa thì Chúa có thể biến đổi nó trở thành một cái sự phước hạnh cho đời sống của chúng ta. Và người ta có thể nói rằng là đó là một trong cái họa nó có cái may, trong cái nguy nó lại có cái cơ anh chị em. Đôi khi vì cớ chúng ta gặp tai họa như vậy, chúng ta mới gặp được Chúa và học được những bài học mà chỉ có ở trong hoàn cảnh đó chúng ta mới học được mà thôi. Có một lần kia, cách đây cũng gần 10 năm về trước, khi mà tôi trong cái giai đoạn, trong những năm đầu tôi hầu việc Chúa đó, thì gần 10 năm về trước thì tôi đối diện với một cái sự khủng hoảng ở trong thuộc linh của tôi. Trong cái giai đoạn đó thì tôi nhớ rằng là có một sự tấn công rất là lớn ở trong thuộc linh đối với là những mục sư như tôi tới Chúa ở trong hội thánh. Và tôi bị cám dỗ bởi một cái tư tưởng đó là mình không được tôn trọng và mình không có được một cái đất dùng võ ở trong hội thánh ngũ tuần Rema. Và có một cái tư tưởng nó đến với tôi thường xuyên trong những cái ngày đó, đó là hãy rời khỏi hội thánh đi, bởi vì ở đây không có ai trọng dụng mày hết, cứ rời đi đi. Thấy không, mục sư này mục sư kia người ta bỏ đi kìa, còn có mình mày thôi, cũng vậy thôi,
không có khá hơn những người kia đâu. Và thế là khi mà tôi tuyệt vọng như vậy, đầy dẫy những cái suy nghĩ như vậy anh chị em, thì tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin Chúa thay đổi tâm trí của con. Chúa ơi, con không muốn phải là những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy. Một buổi tối nọ khi mà tôi cầu nguyện, tôi quỳ gối tôi cầu nguyện, thì thình lình tôi nhìn thấy trong khải tượng, trong một cái xiềng thấy đó, là có một cái con quỷ mặc áo đen, nó đến ngay đứng trước nhà của tôi, đứng trước ngay cửa của tôi, và nó gõ cửa nhà tôi. Tôi nói với Chúa: Chúa ơi, con đang cầu nguyện với Chúa mà quỷ nó đến. Và Chúa nói với tôi rằng là: đây là cái điều mà ta dạy cho con. Con biết con quỷ đó là gì không? Con quỷ đó chính là cái con quỷ mà nó từng nói vào trong lỗ tai của những mục sư, những tôi tớ Chúa đã từng có suy nghĩ rời khỏi hội thánh trước con. Và bây giờ là cái thời điểm mà ma quỷ nó đi từng nhà mục sư á, nó nói vào lỗ tai của từng mục sư trong hội thánh Ngũ Tuần Rema là phải đi ra khỏi hội thánh. Bây giờ nó đang mò tới con đó, bây giờ con làm sao? Con mở cửa hay là con không cho phép nó vào? Thế là khi mà tôi nghe Chúa hỏi như vậy, tôi nói: không được, con phải chọn, con phải đuổi đi, không cho nó vào trong nhà của mình. Và tôi đứng dậy ngay trong phòng riêng của tôi, ngay chỗ tôi quỳ gối, tôi đứng dậy và tôi nói: trong danh Chúa Jesus Christ, mày phải cút, ta không có mở cửa cho mày, mày phải đi ra khỏi nhà của ta. Và khi mà tôi công bố cầu nguyện như vậy xong, nó đi, và tâm trí của tôi ngay lập tức được mở ra anh chị em. Và tôi không còn cảm giác, không còn có những cái suy nghĩ mà trước đây mình nghĩ rằng đó là của mình. Nhưng mà cái suy nghĩ đó nó đến từ ma quỷ. Những cái sự tiêu cực, những cái sự ngã lòng, những cái sự đe dọa, nó khiến cho mình cảm thấy không có được bình an khi mình ở trong cái vị trí phục vụ Chúa, ở trong hội thánh Ngũ Tuần Rema. Và khi mà tôi lùi đi như vậy, lời của Chúa đến hứa với tôi rằng là: sau này ta sẽ sử dụng con ở trong một mức độ cao hơn. Thời điểm này có thể ta sử dụng cái người mục sư đó, nhưng mà thời điểm sau này ta sẽ có một thời điểm để sử dụng con. Nếu con tin, con sẽ thấy được những ơn phước của trời trên đời sống của con. Và cảm ơn Chúa rằng tôi đã chờ đợi và nhịn nhục cho đến bây giờ hơn 10 năm. Thì khoảng 10 năm thì Chúa ngày cho tôi nhìn thấy những ơn phước đó trong chức vụ của tôi. Và Chúa nói với tôi rằng là: cái con quỷ đó đi ra khỏi nhà con, nhưng mà nó sẽ qua nhà mục sư khác, nó cám dỗ người khác. Và thật sự luôn anh chị em, vài tháng sau, có một mục sư trong hội thánh đã rời khỏi hội thánh Ngũ Tuần Rema, bởi vì những ý tưởng tương tự giống như tôi vậy. Người đó nói rằng là: xin lỗi mục sư Tổng Quân Nhị, bởi vì bây giờ Chúa ban cho tôi có một khải tượng mới, cho nên là tôi đi theo khải tượng đó. Chúng tôi cảm thấy rất là đau lòng bởi vì những trường hợp như vậy. Và tôi lấy làm tiếc, bởi vì những người đó lại là những người đã từng học chung trường thánh với tôi. Có một mục sư đã học cùng khóa, cùng lớp trường thánh với tôi, trường thánh IVBI với tôi, cũng đầy ơn lắm, cũng có quyền năng chữa lành lắm, thậm chí là truyền giáo tốt hơn tôi, xuất sắc hơn tôi, kết quả nhiều hơn tôi nữa. Nhưng mà người này nói rằng là: bây giờ Chúa càng kêu gọi anh qua một cái công trường mới, và chúng tôi phải ngậm ngùi để mà chia tay anh ở trong sự tiếc nuối. Thì khi mà người tôi tới Chúa đã rời khỏi hội thánh như vậy, thì thật sự người này không có phát triển hội thánh, nhưng mà càng ngày càng đi xuống và mất đi khải tượng. Tôi gặp lại cái người này trước khi mà người này mất khoảng chừng hơn một năm về trước. Thì người này chỉ là một người đi đến các hội thánh khác để mà cầu nguyện chúc phước, và không có một cái hội thánh để mình tự gây dựng. Người nói với lại những con cái Chúa khác rằng là: đừng có ra khỏi hội thánh Ngũ Tuần Rema, bởi vì rất là buồn. Và tôi nghe được cái lời nói đó, tôi cảm thương cho người tôi tới Chúa này, bởi vì người tôi tới Chúa đó đã mất đi khải tượng, mất đi cái sự kêu gọi ban đầu của Chúa cho mình ở trong hội thánh Ngũ Tuần Rema. Và anh chị em ơi, tôi rất biết ơn Chúa, bởi vì Chúa Ngài đã giải cứu tôi trong cái đêm hôm đó. Tôi biết rằng những áp lực, những sợ hãi, những căng thẳng, những trầm cảm đó, nó đến từ ma quỷ, chứ không phải đến từ chính mình. Đôi khi mình nghĩ rằng là nó là của mình, nhưng mà thật ra không phải, đó là dạng linh anh chị em ơi. Đôi khi ma quỷ nó đến, nó rỉ tai chúng ta, nói rằng là: không thể đâu, mày chết chắc rồi, mày bỏ cuộc đi, đừng có theo đuổi cái con đường đó nữa. Anh chị em ơi, chúng ta đừng có tin vào trong những điều đó. Cảm ơn Chúa, Chúa đã giải cứu tôi. Có một điều mà tôi tiếc vô cùng, đó là trong cái thời điểm mà tôi nhìn thấy cái con quỷ đó, tôi đã không dám nói cho mục sư Tổng Quản Nhiệm, và cũng như cho các mục sư khác, để họ đề phòng. Nếu mà tôi nói ra như vậy thì có thể nó sẽ ảnh hưởng không tốt cho tôi, bởi vì người ta có thể nghĩ rằng là
Chắc là một sư tấn ông suy diễn nhiều quá chứ làm gì mà hội thánh mà bị tấn công như vậy. Nhưng mà không phải chỉ một anh chị em, hai rồi ba mục sư cũng tương tự giống như vậy. Và có thể đó là một cái sự sàng lọc, có thể đó là một cái sự sàng sảy. Nhưng mà anh chị em ơi, nếu Chúa ngài đặt để chúng ta vào trong một vị trí nào đó rồi và chúng ta biết chắc đó là sự kêu gọi của Chúa, thì cho dù rằng là chúng ta có nhận được bất cứ một cái suy nghĩ nào hoặc là một cái lời gợi ý nào mà kêu chúng ta rời khỏi cái vị trí đó, mà chúng ta biết ở trong lòng của chúng ta rằng là chúng ta không được bình an, chúng ta sẽ không được phước, chúng ta sẽ không được sự sức giàu, chúng ta sẽ không được kết quả nhiều hơn nữa, thì anh chị em đừng có bỏ đi. Đừng có bỏ đi. Nếu Chúa ngài gọi anh chị em mà rời khỏi, mà anh chị em có một thánh lớn hơn, phát triển hơn, một vụ của anh chị em lan rộng ra nhiều hơn ở trên thế giới nữa đó anh chị em, thì lúc đó là mới đến từ Chúa. Chứ còn mà anh chị em mà rời khỏi đi, mà anh chị em chỉ co cụm nhóm tại nhà của anh chị em, rồi nhà của anh chị em cũng không còn nhóm nữa, thì anh chị em ơi, đó không phải đến từ Chúa đâu. Nó đến từ ma quỷ. Bởi vì Chúa muốn cho anh chị em được tăng trưởng, được lớn lên, đúng không ạ? Và nếu có bất cứ một cái bất hòa nào, tổn thương nào, hoặc là một cái sự không tha thứ nào, thì anh chị em ơi, hãy cậy ơn Chúa hạ mình xuống để mà xin lỗi, làm hòa với nhau, để Chúa ngài sẽ ban phước chúng ta tại cái nơi mà chúng ta bị tổn thương đó. Chúa sẽ phục hồi chúng ta ở trong chỗ cầu nguyện. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng với tự anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip đoạn 4 câu 6 cho câu 7. Lời của Chúa đó là chúng ta đừng có lo phiền, nhưng mà trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện. Anh chị em thấy không ạ? Mọi sự chúng ta phải dùng lời cầu nguyện. Từ trong vấn đề vợ chồng, con cái, hôn nhân, gia đình, sức khỏe, tài chánh, công ăn việc làm, tất tần tật đó, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Không có điều gì là không qua khỏi sự cầu nguyện các anh chị em. Phải nhớ nha, đây là lời Chúa ngài dành cho mỗi cá nhân chúng ta. Không phải là khi chúng ta gặp nan đề là chúng ta chạy đến gặp mục sư ơi cầu nguyện cho em, rồi sao trong khi đó chúng ta không cầu nguyện. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta cần phải cầu nguyện riêng, mà chúng ta cũng cầu nguyện chung nữa. Bản thân chúng ta phải là người cầu nguyện đầu tiên, chứ chúng ta đừng có sống dựa vào trong cái người này người kia để rồi chúng ta không nhận được cái sự chúc phước của Chúa cho tâm linh của chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện thì sự bình an của Chúa sẽ vượt quá những sự hiểu biết. Khi chúng ta cầu nguyện xong, lòng của chúng ta sẽ được bình an bởi sự bình an của Chúa được rải trên lòng của chúng ta. Điều này chúng ta sẽ không thể kinh nghiệm được nếu chúng ta không trực tiếp để chúng ta cầu nguyện với Chúa. Nếu anh chị em mà nghe tôi chia sẻ ở đây và anh chị em có thể hình dung, ủa, sự bình an của Đức Chúa Trời như thế nào? Nếu mà tôi chia sẻ cho anh chị em nó thế này thế kia đó, cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, nó lâng lâng, anh chị em cũng không thả lòng đâu. Nhưng bản thân anh chị em bước vào trong chỗ cầu nguyện đó, áp dụng theo đúng lời của Chúa, trải hết tất cả những nan đề của mình trước mặt Chúa, tự nhiên luôn anh chị em. Và tự nhiên mình cảm nhận được ngay đó là cái sự bình an của Chúa nó như thế nào. Chứ bây giờ tôi không thể nào dùng hết những lời lẽ khôn ngoan của tôi để tôi chia sẻ cho anh chị em cái sự bình an nó như thế nào hết. Chỉ có được khi mà mỗi người chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện thì sự bình an của Chúa sẽ đến với chúng ta mà thôi. Điều thứ hai chúng ta cần phải làm để chúng ta đắc thắng được cái sự trầm cảm, đó là chúng ta hãy trao dâng mọi gánh nặng cho Chúa. Ở trong Matthew đoạn số 11, 28 cho đến 30, hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấp của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Phi lời nhất đoạn 5 câu 7 chép rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Thi Thiên đoạn 55 câu 22 chép rằng hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa khích lệ chúng ta hãy trao gánh nặng đó cho Chúa, rồi Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta lên. Nếu chúng ta không trao, Chúa sẽ không nâng. Amen. Mà Chúa không nâng thì sao anh chị em? Dạ, sẽ có kẻ nó đến nó đạp chúng ta xuống nữa, đúng không ạ? À, đó là ma quỷ đó. Cho nên anh chị em ơi, hãy đến trao dâng một gánh nặng của mình cho Chúa, Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta. Hãy xưng nhận rằng là Chúa Ngài chính là đấng nâng đỡ cho tôi. Hoàn cảnh và con người hoặc là ma quỷ nó có thể nhấn tôi xuống, nhưng mà Chúa Ngài sẽ có cách để mà nâng tôi lên. Yeah. Và hãy để cho quyền năng của Chúa Ngài nâng đỡ linh hồn của anh chị em lên anh chị em. Và Chúa Ngài nói rằng là Ngài sẽ chẳng hề cho người của mình bị rung động. Có thể chúng ta bị rung lắc một chút bởi vì cớ một cái dư chấn nào đó, nhưng mà chúng ta sẽ không bị sụp đổ đâu anh chị em.
Chúng ta sẽ không bị rúng động đến nỗi mà nhà của chúng ta bị đổ đâu. Có nhiều cơ đốc nhân trải qua những cái nan đề khủng hoảng trầm trọng đến nỗi mà họ mất luôn cả trí khôn, họ mất luôn cả bản thân họ, bị quỷ nó nhập vào luôn anh chị em, đau đớn lắm anh chị em. Như trường hợp của Judas Iscariot, ông đã không đắc thắng được cái sự trầm cảm và ông đã thắt cổ tự tử. Đó là một điển hình của một người họ đã không biết ăn năn và không trở lại với Chúa để nhờ cậy Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể biết trao gánh nặng cho Chúa. Bí quyết thứ ba, bước thứ ba để chúng ta có thể nhận lãnh được sự chiến thắng trầm cảm, đó là hãy để cho lời của Chúa được đề dẫy và cai trị cho tâm trí của chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 26 câu 3 cho đến câu 4, người nào để chí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của các thời đại. Lời của Chúa nói rằng là chúng ta hãy để tâm trí của chúng ta nè nương dựa nơi Ngài, tức là nương dựa nơi lời của Chúa anh chị em. Lời của Chúa chính là vần đá cho tâm trí của chúng ta, cho linh hồn của chúng ta. Đôi khi chúng ta cảm thấy dao động bất an, giống như cái ví dụ nãy tôi nói cho anh chị em đó, là trong cái đêm đó tôi cảm thấy cái chức vụ của tôi, tương lai của tôi, cái sự phục vụ Chúa trong hội thánh của từng Rema của tôi nó bị lung lay, nó bị rúng động. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi nương dựa nơi lời của Chúa, tôi tin rằng là Chúa sẽ có thời điểm để ban phước cho tôi. Và tôi đã chọn ở lại và tiếp tục đứng vững ở trên lời hứa của Chúa. Cảm ơn Chúa, Chúa sẽ gìn giữ chúng ta được bình yên trọn vẹn bởi vì chúng ta nhờ cậy Chúa. Amen. Hội thánh của chúng ta sẽ tiếp tục được phước và được lớn lên ở trong ơn của Chúa. Và chúng ta có thể sẽ bị giải tỏa tại đây, nhưng mà chúng ta sẽ được mở ra một cái điểm nhóm lớn hơn ở bên cạnh. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa, chúng ta có đất rồi đúng không ạ? Chúng ta có đất rồi nhưng mà chưa có tiền để xây. Dạ, nhưng mà khi mà Chúa khứng thì Chúa sẽ ứng. Amen. Dạ, hãy tin cậy Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta có một điểm nhóm lớn hơn, khang trang hơn, có máy lạnh và không có nóng nực như bây giờ. Cảm ơn Chúa, bây giờ tôi cảm thấy rằng là sức dầu của Chúa đến với mình rồi. Dầu đang bắt đầu chảy ra ướt áo rồi đây. Nhưng mà vào máy lạnh thì sức dầu còn nhiều hơn nữa đúng không ạ? Sức dầu thánh của Chúa chứ không phải là mồ hôi đây. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa hứa rằng là chương trình của Ngài cũng là bình an chứ không phải là tai họa. Ở trong Jeremy đoạn 29 câu 11 cho đến 13, Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời, các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Cảm ơn Chúa, Chúa nói rằng là ý tưởng của Chúa là ý tưởng bình an, không bao giờ là tai vạ, không bao giờ là cướp giết của diệt giống như là ý tưởng của ma quỷ cả. Nếu chúng ta cứ đi ở trong chương trình và đường lối của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ không gặp tai họa. Có thể có những cái biến cố, có những cái sóng gió ba đào, những cái cơn bão Chúa cho phép nó trải qua, nhưng mà chúng ta sẽ không bị hủy diệt ở trong cái nan đề và cơn bão đó. Bước thứ tư, đó là chúng ta hãy nhận biết Chúa đang ở với chúng ta. Hãy nhận biết Chúa đang ở với chúng ta. Chúa phán với chúng ta ở trong Matthew đoạn 28 câu 20 rằng là: và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa hứa với chúng ta rằng Chúa ở cùng với chúng ta. Có phải là Chúa phán như lời này cho các sứ đồ riêng mà thôi không? Không, Chúa phán chung cho tất cả mọi người tin Chúa. Đó là những ai tin Chúa thì Chúa ở cùng với họ luôn cho đến tận thế anh chị em. Và nếu Chúa ở cùng với chúng ta sẽ sợ gì? Đúng không ạ? Ở trong Thi Thiên 27 câu 1 thì David nói rằng là: tôi sẽ hãi hùng ai? Người đời làm chi tôi được? Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi và là đồn lũy của tôi. Nếu Chúa ở cùng với anh chị em thì không có người nào hoặc là nan đề nào có thể đè bẹp anh chị em được. Và Chúa Giê-xu cũng hứa với chúng ta rằng là Chúa sẽ ở cùng với chúng ta luôn cho đến tận thế. Bây giờ tận thế chưa anh chị em? Chưa. Vậy thì Chúa vẫn còn đang cùng với chúng ta cho đến tận thế. Cảm ơn Chúa. Giô-suê đoạn 1 câu 9 chép rằng là: ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng, bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Cảm ơn Chúa. Và bước tiếp theo số 5, đó là hãy có một mối liên hệ mật thiết với Chúa. Nếu chúng ta không ngăn được sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí thì sự sợ hãi nó sẽ dần dần chiếm hữu tâm hồn và đời sống của chúng ta.
Và Chúa Ngài hứa với chúng ta rằng là đừng có kinh khiếp, bởi vì Chúa ở cùng với chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 41 câu 10, đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Cảm ơn Chúa, Chúa hứa với chúng ta rằng là chúng ta đừng có bao giờ để kinh khiếp. Đôi khi chúng ta kinh khiếp vì cớ chúng ta mất người yêu, kinh khiếp vì cớ chúng ta mất việc làm, thu nhập tốt, rồi kinh khiếp bởi vì cớ chúng ta bị bóc bớ, bởi vì cớ niềm tin của chúng ta nơi Chúa. Nhưng mà Chúa Ngài hứa với chúng ta rằng là Chúa sẽ ở cùng với chúng ta. Đừng có sợ anh chị em. Người kính sợ Chúa không bao giờ sợ hãi con người hoặc là sợ những năng đề xung quanh mình. Nhưng người kính sợ Chúa chỉ sợ rằng là sợ mất đi sự hiện diện của Chúa cho đời sống mình mà thôi. Người sợ Chúa, họ sợ Chúa sẽ sợ chính mình sẽ xa cách Chúa. Người đó sẽ sợ rằng là mình sống không có sống đẹp lòng Chúa. Người đó sẽ sợ rằng là mình đến gần với cái biên giới của tội lỗi và mình sẽ đánh mất đi sự sức giàu và sự hiện diện của Chúa cho đời sống của mình. Và nếu người kính sợ Chúa cứ hết lòng tin cậy Chúa thì Chúa Ngài sẽ bổ sức cho người đó và Ngài sẽ lấy tay hữu công bình của Chúa mà nâng đỡ người đó. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Cho nên qua những lời này tôi cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài khai phóng vào trong tâm linh của anh chị em có một tâm linh mạnh mẽ và dạn dĩ. Đừng có bao giờ để cho cái sự ảm đạm, hoang mang, lo lắng, sợ hãi nó chiếm hữu ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải suy nghĩ tích cực hơn về lời của Chúa. Chúng ta cần phải hướng về Chúa Giêsu. Ngài chính là cánh cửa cho những nơi bế tắc của chúng ta. Nơi nào không có hy vọng, nơi nào không còn có lối thoát nữa thì Chúa Giêsu Ngài cần xuất hiện vào trong những cái chỗ đó. Và khi có Chúa Giêsu xuất hiện thì Ngài chính là cánh cửa cho cái sự thất vọng của chúng ta. Amen. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho anh chị em, ngay cả những con cái Chúa chúng ta đang theo dõi chương trình này trực tiếp online. Xin Chúa Ngài thương xót và rời chạm đến tâm hồn của chúng ta, và nhất là những tổn thương sâu xa trong lòng của chúng ta. Nếu ai chính là người đã gây ra những tổn thương, những gãy đổ, những thất vọng, những cái tiêu cực ở trong tình cảm, cảm xúc của chúng ta, tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy đến với Chúa và tha thứ cho người đó. Cho dù người đó đã chết, đã qua đời rồi, nhưng mà chúng ta cũng hãy đến với Chúa và nói với Chúa rằng lạy Chúa con tha thứ cho người ấy. Bởi vì người ấy khi còn sống đã từng làm tổn thương con, xúc phạm con và làm cho con bị mệt mỏi. Con tha thứ như đó. Và con tin rằng là khi con tha thứ, con được đúng đắn ở trước mặt Chúa thì Ngài sẽ có cách để phục hồi đời sống con và ban phước cho con nhiều hơn. Và con sẽ được tươi mới đầy sự vui mừng của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban linh của sự vui mừng, linh của sự giản dị, linh của sự hy vọng, linh của sự sống và quyền năng của Ngài ở trên anh chị em. Đừng ngã lòng anh chị em ơi, nhưng mà hãy trỗi dậy trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Hãy bắt chước David để nói rằng là hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ông kêu gọi linh hồn của mình trỗi dậy anh chị em. Có những khi chúng ta bồn chồn, chúng ta ngã lòng, chúng ta chỉ muốn nằm một chỗ, chúng ta không có muốn làm cái gì hết, không muốn ngợi khen Chúa, không muốn đi nhóm, không muốn thờ phượng Chúa nữa. Nhưng anh chị em ơi, hãy kêu gọi linh hồn của chúng ta trỗi dậy. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Có những khi thể xác này nó yếu đuối, nó mệt lắm. Có thể nguyên một tuần chúng ta mệt mỏi với rất là nhiều việc, chúng ta không còn sức để đi nhóm nữa. Nhưng mà hãy kêu gọi tâm linh của chúng ta, linh hồn của chúng ta nó phải trỗi dậy để mà hướng về Chúa và thờ phượng Chúa. Amen. Có thể anh chị em đang cảm thấy rất là mệt. Nhưng mà anh chị em ơi, cái lỗ tai của chúng ta đó, nó cần phải lắng nghe Chúa. Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời của Đức Linh phán cùng với các hội thánh của Chúa. Lỗ tai đó không phải lỗ tai này, nhưng mà lỗ tai ở trong tâm linh của chúng ta. Khi lời của Chúa phán, tâm linh của chúng ta nó sẽ được tiếp xúc với lời đó và tâm linh của chúng ta tiếp nhận và nó sẽ nghe được ở trong thuộc linh để chúng ta có thể được mặc lấy sức mạnh của Chúa và chúng ta được vượt thắng được tất cả những cái nang đề, những cái ám đạm, những cái bi quan, những cái tiêu cực ở trong lòng của chúng ta. Trong danh Đức Chúa Jesus, tất cả những bi quan đó nó phải lui ra khỏi anh chị em trong danh Đức Chúa Jesus. Chúa sẽ bổ sức cho anh chị em, Chúa sẽ giúp đỡ cho anh chị em, Ngài sẽ nâng đỡ anh chị em để anh chị em được vượt trội hơn những cái nan đề, những áp lực, những khủng hoảng ở trong đời sống của anh chị em. Và anh chị em sẽ vượt thắng và anh chị em sẽ được đến một mức độ cao hơn, một cái mức độ quyền năng hơn, một mức độ sức giàu tươi mới hơn và thịnh vượng hơn ở trong danh Đức Chúa Jesus. Amen. Đừng ngại chết ở trong đồng vắng, nhưng mà hãy nói với linh hồn mình rằng là tôi sẽ không bao giờ chết nếu tôi chưa đặt chân vào trong sự hứa. Amen. Đừng bao giờ thỏa lòng với cái tình trạng hiện tại của quý vị. Ơi vậy là đủ rồi Chúa ơi, con bây giờ con muốn về với Chúa. Anh chị em ơi, đừng. Nơi đây vẫn chưa phải là tốt nhất đâu anh chị em. Có thể tốt đó, nhưng mà chưa phải là tốt nhất. Cái điều tốt nhất
nó vẫn đang trên đường đến trên đời sống của chúng ta. Amen. Vậy được rồi Chúa ơi, tốt nhất gì nữa, con thỏa lòng rồi. Anh chị em cần phải phân biệt cái sự thỏa lòng ở trong sự tin kính khác với cái sự gọi là tự mãn nha anh chị em nha. Tự mãn nó khác, còn thỏa lòng là khác. Người thỏa lòng đó là ồ, Chúa phán với con là sao, nguyện lời đó nó sẽ xảy ra với con như vậy. Đó là sao? Mình tin cậy Chúa. Chúa cho con 10, con thỏa lòng 10. Chúa ban cho con, thí dụ cho con thêm 1.000 sau này nữa, thì con sẵn sàng con nhận. Chúa ban cho con nhiều, con nhận bấy nhiêu, con có tham, con có nghĩ đến nhiều hơn nữa. Nhưng Chúa nói với con tin và con chờ đợi. Đó là người thỏa lòng. Còn người tự mãn sao? Bây giờ Chúa cho con mà nhiều hơn nữa, nhà lầu xe con không nhận đâu. Vậy đủ rồi. Con mà giàu hơn nữa con hư. Con không phục vụ Chúa giống như bây giờ nữa. Anh chị em ơi, nếu chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta đang khước từ đó. Và chúng ta đang tự mãn, rồi chúng ta đang đóng lại cánh cửa của thiên đàng cho đời sống của chính mình. Cho nên hãy học nương cậy nơi lời của Chúa. Lời của Chúa buổi sáng nay nói với chúng ta rằng Chúa Ngài chính là đấng giúp đỡ cho chúng ta. Nếu anh chị em có gặp trầm cảm, áp lực ở trong cuộc sống, trong tình cảm, trong hôn nhân, trong gia đình, trong chức vụ của chúng ta, cũng đừng bao giờ để cho trầm cảm đó nó thay đổi thiên mệnh của chúng ta. Chỉ có Chúa mới có quyền năng mới thay đổi thiên mệnh của chúng ta mà thôi. Không có quỷ nào, không có Lucifer nào có thể thay đổi được thiên mệnh của chúng ta cả anh chị em. Chỉ có chính mình. Giống như Eli, ông nói rằng là thôi đủ rồi Chúa ơi, Chúa rước con về đi, con không muốn tiếp tục đâu. Thì lúc đó Chúa Ngài mới sai siêu xe của thiên đàng đến rước ông về thôi. Đúng không ạ? Không có Jezebel nào giết được Eli á. Không có con quỷ nào có thể giết được Eli. Nhưng mà chỉ có miệng của Eli mới có thể khiến cho chức vụ của ông trên đất này phải chấm dứt. Cuộc đời của anh chị em cũng vậy. Miệng của anh chị em nói lời sống thì lời sống của Chúa sẽ đến. Nếu miệng của anh chị em nói lời tiêu cực, nói sự bi quan, ngã lòng, nói theo hoàn cảnh hiện tại của quý vị, Chúa sẽ cho xe của thiên đàng đến rước anh chị em đi. Và nếu anh chị em học theo tấm gương của Israel, đi lòng vòng 40 năm trong đồng vắng, rốt cuộc ngã chết, phơi xương khô ở trong đồng vắng. Anh chị em thấy cái hình ảnh đó, anh chị em có quyền để chọn lựa. Một là tôi sẽ chết ở trong xứ hứa, hai là tôi sẽ phải chết ở đây, anh chị em chọn đi. Nếu anh chị em muốn chọn chết trong xứ hứa của Chúa, hãy mở miệng ra và ngợi khen Chúa, hãy tạ ơn Chúa bởi vì cuộc sống con đã quá đầy đủ rồi. Nếu con có hai tay như thế này, con cảm ơn Chúa bởi vì con còn có hai tay như thế này. Đừng có than phiền rằng là Chúa ơi, áo của con nó cũ rồi, mặc cả hơn năm nay rồi chưa có tiền để thay áo mới. Nếu anh chị em có xe để mà đi được đến đây, đừng có than phiền Chúa ơi, bây giờ cái thằng hàng xóm con nó đi xe SH rồi, bây giờ con đi chứ quay cả cọc cả cạch. Anh chị em ơi, hãy thỏa lòng với gì mình có. Có người nói rằng là nếu mà anh chị em than phiền rằng mình không có đôi giày mới để mang đó, thì hãy nhìn vào cái người bị què hai chân đó, không có chân để mà đi đó. Thì nhìn vô cái người đó, cảm ơn Chúa ơi vì mình vẫn còn hai chân để mình xỏ giày. Và nếu mà chúng ta là mục sư mà chúng ta nhìn vào mục sư này, mục sư kia, chúng ta cứ so sánh với họ, chúng ta thấy mình không được phước giống như mục sư nọ. Mình hầu vì Chúa cũng hết lòng nhưng mà mình chưa có sơ hơi như mục sư đó. Anh chị em đừng có so bì chính mình. Nhưng mà sẽ có một thời điểm Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Hãy thỏa lòng với gì mình có anh chị em. Và đừng để cho cái sự trầm cảm nó làm chúng ta bị tiêu cực và chúng ta nghĩ không đúng đắn về mình. Ồ, mình phải rời bỏ khỏi chỗ này thôi. Chỗ này không phải là cái chỗ dành cho mình. Chỗ này không phải là nơi Chúa ngày đem mình đến. Chỗ nguy hiểm của mình. Anh chị em, đừng có suy nghĩ giống như vậy. Bởi vì suy nghĩ như vậy thì giống như là 10 thám tử khi mà đi cùng với Joseph Caleb vào trong xứ hứa đó. 10 thám tử đó nói rằng là ồ, cái xứ này vô đó là chết đó. Mấy thằng đó nó cao to lắm. Ở trong đó là chết. Ở ngoài đây mới sống nè. Anh chị em ơi, đừng có suy nghĩ giống như vậy. Nhưng mà chúng ta cần phải có đức tin nơi Chúa rằng là mình phải ở trong cái chỗ mà Chúa hứa với chúng ta. Và Chúa hứa với chúng ta ở trong đó. Thì khi chúng ta ở trong đó thì chỗ đó trở thành một cái nơi bình an nhất cho mình, phước hạnh nhất cho mình. Còn nếu chúng ta chọn cái chỗ mà mình ở ngoài đây đó, có vẻ như an toàn đó, nhưng mà nếu Chúa không ở cùng thì cái chỗ đó cũng trở thành cái nơi nguy hiểm nhất. Amen. Cái chỗ nguy hiểm mà chúng ta ở chỗ đó và Chúa ở cùng với chúng ta thì chỗ nguy hiểm nhất lại trở thành cái nơi an toàn nhất cho chúng ta. Amen. Yeah. Xin Chúa giúp đỡ cho tất cả chúng ta để chúng ta có thể vượt thắng được những cái sự mệt mỏi, chán nản, ngã lòng ở trong chức vụ, trong sự phục vụ Chúa cũng như là trong gia đình của chúng ta. Hãy trỗi dậy và nói linh hồn của chúng ta rằng hãy hỡi linh hồn ta, hãy trỗi dậy, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Bởi vì những phước hạnh từ trời và những cái điều tốt nhất của Chúa hứa với chúng ta đang trên đường đến với đời sống của tôi. Amen.
Xin Chúa ban phước cho quý vị và chúc cho quý vị sẽ thắng được nan đề mà quý vị đang cảm thấy nó vượt quá cái tầm kiểm soát của mình ở trong những ngày này. Hãy học theo lời của Chúa, hãy đến với Chúa cầu nguyện, hãy công bố lời của Chúa, hãy hết lòng bám chặt lấy tay của Chúa và nhận biết rằng là Chúa ngài đang hiện diện và Chúa đang ở cùng với chúng ta cho đến tận thế. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện.